Chứng chỉ COVID-19 ở dạng kỹ thuật số hoặc giấy có giá trị trên toàn EU, cung cấp thông tin tiêm chủng của du khách, kết quả xét nghiệm COVID-19 gần đây hoặc bằng chứng cho thấy họ đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, hãng hàng không Brussels Airlines của Bỉ cho biết họ chưa thể sử dụng mã QR từ phía khách hàng do các vấn đề liên quan đến hệ thống. Hãng hàng không không thể truy cập với các dữ liệu từ phía khách hàng, đồng nghĩa với việc hành khách vẫn phải trả lời xác nhận bằng văn bản, khiến thời gian xử lý bị kéo dài. Chứng chỉ COVID-19 kỹ thuật số nhằm mục đích đơn giản hóa các hoạt động. Thật không may là chúng tôi vẫn chưa hoàn thiện do thiếu các hạn chế thống nhất của châu Âu. Vấn đề là khi chúng tôi quét mã, đó là một mã QR hợp lệ, nhưng chúng tôi không có nội dung của mã QR đó được liên kết với điểm đến của hành khách. Do vậy, chúng tôi vẫn cần thực hiện tất cả các kiểm tra trực quan để xem liệu hành khách có đáp ứng đủ yêu cầu mà điểm đến đưa ra hay không. Việc hài hòa các quy tắc du lịch được coi là điều cần thiết để mở cửa du lịch mùa hè và thúc đẩy một ngành công nghiệp quan trọng đối với nhiều nền kinh tế châu Âu, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.